Có thể nói tân OMG Baowie VNG là làn gió mới vô cùng tươi mới cho thị trường game đấu tướng đã quá quen thuộc ở Việt Nam. Không chỉ nền tảng đồ họa chất lượng và lối chơi hấp dẫn, tân OMG Baowie VNG còn chịu khó cập nhật những thứ mới mẻ thông qua những phiên bản liên tục. Nếu như tháng 5 vừa rồi là phiên bản công thành chiến, thì trong tháng 6 là kỷ nguyên kim tướng. Dàn kim tướng cực kỳ chất lượng đã đổ bộ trong tân OMG Baowie VNG. Song song với thử thách mới với hoạt động đánh boss liên server đầu tiên, Ly vẫn xâm nhập. Đây là một tính năng tăng cường thêm vào hệ sinh thái PvP của tân OMG Baowie VNG, vốn đã và đang được cập nhật vô cùng phong phú. Dựa theo truyền thuyết về Ly Vẫn, đứa con thứ hai của rồng, người chơi tân OMG Baowie VNG sẽ cùng nhau thử thách sức mình khi loài thú quý này quyết định xâm nhập thế giới Tam Quốc loạn lạc. Ly Vẫn xâm nhập sẽ bao gồm 3 server lại với nhau, hoạt động cũng yêu cầu người chơi cấp độ 55 để tham gia. Hiện giờ hoạt động đã mở từ 6 giờ ngày 22 tháng 6 đến 5 giờ 59 phút ngày 27 tháng 6. Mỗi người chơi Ly Vẫn xâm nhập sẽ có 3 lượt khiêu chiến thần thú, nhưng có thể mua thêm 10 lần nữa. Đạt sát thương nhất định có thể nhận thưởng, thần thú linh quả huyền tinh, mảnh danh hiệu, cho đến các thần binh kim tướng, nguyên liệu tăng kim đầy giá trị. Đây là kiểu chơi không phải quá xa lạ với dòng game đấu tướng, nhưng với việc nó là hoạt động đầu tiên theo kiểu này với tân OMG Baowie VNG và mang đến hiệu ứng vô cùng tốt trong cộng đồng. Đầu tiên, điểm dễ thấy nhất là hoạt động đã kích thích các game thủ từ server khác nhau cùng ganh đua để gây lên sát thương lên boss càng khủng càng tốt. Không chỉ như vậy, bạn còn nhận về những phần thưởng xếp hạng tương ứng với sát thương gây ra. Vừa ganh đua vừa có quà thì còn gì hơn. Thậm chí một số game thủ còn đánh giá rất cao hoạt động này khi mở ra cơ hội để họ thử nghiệm và những kiểu cách chơi mới. Nhất là khi dàn kim tướng vừa cập bến của game, bạn sẽ thoải mái thử và chọn ra đội hình tối ưu nhất với tất cả các tướng mà mình có thể gây lượng sát thương cao nhất có thể. Nhìn chung hoạt động này kéo một lượng tương tác rất lớn trong tân OMG Baowie VNG khi nhiều người chơi tha hồ khoe các đội hình của mình đã được gây lượng giam khủng lên cho boss, cho đến xin học hỏi các đội hình ổn để leo xếp hạng nhận thưởng. Kết luận lại thì hoạt động liên server luôn có một sức hút riêng trong các tựa game khi mở ra một môi trường hấp dẫn đầy tính cạnh tranh cho đến lôi cuốn bởi những phần thưởng khủng kèm theo đó. Có thể thấy Ly Vẫn xâm nhập đã hoàn toàn thỏa mãn hai điều kiện này. Và chỉ trong thời gian ngắn mà hoạt động này đã nhanh chóng chuyển mình thành một trong những tính năng được người chơi yêu thích tham gia nhất hiện nay. We'll be right back.